Hello tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em, tất cả anh em thợ sơn vẽ cây tùng trên trần. Đây anh em nhìn thấy. Đây là một cái trần mây mình đang hoàn thiện. Đây là cái cây. Bây giờ mình sẽ tạo dáng cho anh em xem. Nói chung là đơn giản thôi. Anh em dùng chổi sơn to này, chấm tán này, đập này, nhanh hơn. Đấy, mình đã xong một cái tán cây. Đây là mình đang vẽ phong chấm tán. Sau đó lát đầy sáng xong. Đây, những cảnh này rất là đơn giản thôi. Thân cây nó mình chấm chấm những màu xanh vào cho nó mốc mát một chút. Những cái vấn đề này rất nhiều anh em thợ sơn. Rất nhiều anh em thợ sơn mình muốn mình làm clip để hướng dẫn anh em làm vẽ được cái cây tùng trên trần. Làm sao hướng dẫn anh em để anh em làm được rồi có công việc nó ổn định và dễ kiếm tiền hơn. Mọi người chấm làm sao cứ tưởng tượng trong đầu là cái tán cái tùng này để cho nó rất là tự nhiên đi anh em. Đấy, như anh em thợ sơn mình chưa biết mà mới vào nghề thì có thể là tham khảo cái clip của mình để anh em dễ làm và dễ vẽ hơn. Đó là bây giờ mình là công đoạn thứ hai là đẩy sáng nó lên anh em. Đẩy sáng đây, bạc màu đây, anh em nhớ là lấy màu một nửa bút này thôi, quay ngược lại chấm cái đầu không có sơn này vào trong mặt trần, quay còn cái màu sơn này thì cho ra ngoài ra mặt phía sau thì để tắm cây nó lẩy sáng hơn. Để cho anh em xem. Nếu thấy clip này là hữu ích, anh em có thể chia sẻ, bấm đăng ký để mình sẽ làm, sau này mình sẽ làm những cái clip vẽ chim, vẽ mây rồi vẽ tranh đắp nổi cho anh em tham khảo. Đấy các bạn thấy không? Cái tùng của mình nó đã lẩy lên rồi. Lát nữa mình sẽ nó khô một chút nữa mình sẽ cho một lớp nữa thì nó lẩy tung đi. Rất nhiều anh em thợ sơn bảo mình làm clip để hướng dẫn anh em. Thì mình làm clip này mình có thể là cho anh em dễ hiểu hơn. Anh em nào mà đam mê môn nghệ thuật này thì mình có thể là đăng ký kênh giúp mình. Và có muốn chưa anh em chưa biết cái gì thì có thể là comment bên dưới.
Đấy, anh em thấy không? Mình cứ chấm nửa bút thôi. Một nửa màu bên này, một bút bên này thì mình không chấm gì cả, mình chấm nửa thôi. Nhiều anh em cũng biết ý, anh em chấm hết cả cái chỗ này vào trong cái khay màu thì nó bị bẹt. Các em anh em làm như vậy thì nó không nảy cái tán cây được. Đây anh em mình xem mình chấm này. Đấy, mấy nửa thôi. Mặt bên này mình vẫn còn nguyên. Mặt bên mình chấm này lên. Thấy chưa? Cái chỗ này rồi. Tiếp theo là mình làm tương tự tất cả các cái tán cây, mình làm tương tự như vậy thôi. Cũng rất là dễ làm thôi. Hy vọng anh em nào mà có yêu cầu video gì thì anh em có thể là comment để mình làm cái clip đấy để anh em theo dõi. Kinh nghiệm của mình cũng còn non lắm, so với mọi người thì vẫn còn non, nhưng mà mình chỉ thực hiện những cái gì mình đang làm mà có để giúp anh em làm sao dễ hiểu và bắt nhịp được hơn. Còn những cái vấn đề level cao hơn ấy thì anh em có thể tham khảo hoặc comment để mình còn hướng dẫn chi tiết anh em. Tùng của mình này, đấy anh em có thể nhìn đấy, những cái tán cây của nó rất là tự nhiên và thao tác thực hiện của cái làm cây tùng này cũng rất là đơn giản thôi, không gì khó khăn cả. Đấy, mình đã gần xong hoàn thiện xong cây tùng với 3 bước vẽ thân, nốt lá và đẩy sáng. Anh em thấy hay thì đừng quên đăng ký và subscribe nhé. Đây là trong 3 bước mình đã hoàn thành xong một cái cây tùng rất là đơn giản cho anh em. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ chim trên trần để làm sao cái trần mây của anh em nó sẽ sinh động hơn. Thế là mình hoàn thiện xong cây tùng này trong vòng 3 bước. Thứ nhất các bạn vẽ thân trước, cành, sau đó là chấm tán, và thứ ba bắt đầu anh em đẩy sáng lên làm thành được cây tùng như vậy. Hy vọng rằng anh em làm
lấy những cái kinh nghiệm chút ít này của mình để anh em thực hiện được những cái tác phẩm được đẹp hơn, ứng dụng hơn trong công việc của mọi người. Chi mình đã xong rồi. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ chim đơn giản trên trần. Clip của mình đến đây là hết rồi. Các bạn thấy bổ ích thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và comment bên dưới các bạn yêu cầu tranh được, phong cảnh được, trần mây giả gỗ, các bạn chưa biết cái gì các bạn cứ comment bên dưới và ủng hộ anh em mình nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe cho mình nha. Chào tạm biệt.